Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Báo Lao động. Trong vụ chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bị can Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng 53 đồng phạm liên quan. Trong đó, bị can Tô Anh Dũng giữ chức vụ cao nhất trong số 20 người khác bị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo cơ quan truy tố, trong vụ án, bị can Dũng được phân công phụ trách, chỉ đạo Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao là đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp, tham gia thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch COVID-19. Ngoài ra, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng còn giữ vai trò ký văn bản xin ý kiến 4 bộ, bao gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và ký đề xuất gửi lãnh đạo chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa công dân về nước. Biết được vai trò của Tô Anh Dũng, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ Tô Anh Dũng giải quyết cấp phép chuyến bay và được Tô Anh Dũng đồng ý. Trong quá trình thực hiện, Tô Anh Dũng 37 lần nhận tiền hối lộ của các doanh nghiệp, tổng số tiền lên tới 21,5 tỷ đồng. Trong số 37 lần các doanh nghiệp đưa hối lộ cho bị can Dũng, chủ yếu diễn ra tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đáng chú ý, trong các lần nhận tiền này, Viện Kiểm sát cáo buộc bị can Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đầu tư ATA Việt Nam, thông qua mối quan hệ đã gặp bà Trần Phi Nga, vợ của Tô Anh Dũng. Trong quá trình gặp bà Trần Phi Nga vào ngày 7 tháng 7 năm 2021, Vi đưa cho bà Nga tại quán cà phê trong khuôn viên khu đô thị Sibucha, quận Tây Hồ, Hà Nội, một túi quà. Viện Kiểm sát Nhân dân kết luận bà Nga khai đã nhận túi quà và đưa cho Tô Anh Dũng, nhưng không biết bên trong có gì. Tô Anh Dũng khai, qua vi gửi cho Dũng có 50.000 đô la Mỹ. Trong quá trình điều tra, bị can Dũng và gia đình đã nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Cơ quan truy tố cho rằng ông Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị can.